với các dòng sông băng, vịnh nhỏ và núi băng hùng vĩ, Na Uy là một đất nước nổi tiếng với các thắng cảnh thiên nhiên tráng lệ. Tuy nhiên, địa hình trắc trở khiến cho việc di chuyển ở đất nước này không hề dễ dàng. 1/3 dân số của đất nước 5,3 triệu dân này hiện sinh sống tại khu vực bờ biển phía Tây, nơi có hơn 1.000 đường vịnh hẹp. Hiện thời, việc di chuyển quãng đường hơn 1.100 km từ thành phố Kristiansand ở phía Nam đến Trondheim ở phía Bắc qua tuyến đường bờ Tây cần tới 7 chuyến phà và tốn mất 21 giờ đồng hồ. Chính phủ Na Uy đang lên kế hoạch giảm quãng thời gian di chuyển này còn một nửa nhờ một dự án cơ sở hạ tầng mang tính đột phá với trị giá lên tới 47 tỷ đô la. Dự án đầy tham vọng này bao gồm một số cây cầu, đường hầm đá sâu và dài nhất thế giới được đào xuyên qua lớp đá nền dưới đáy biển với chiều dài 27 km và sâu 392 m. Tuy nhiên, phần tham vọng nhất của dự án này là việc xây dựng một đường hầm nổi bằng bê tông nằm khoảng 30 m bên dưới bề mặt nước biển. Nếu thành công, Na Uy sẽ giành phần thắng trong cuộc đua xây dựng đường hầm tương tự với Trung Quốc. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu dự án điên rồ này của các kỹ sư Na Uy nhé! Tuyến đường E39 chạy dọc khu vực bờ biển phía Tây Bắc Na Uy bao gồm đường cao tốc, đường bộ và phà. Hơn 50% số hàng xuất khẩu của Na Uy có nguồn gốc từ khu vực này. Tuy nhiên, tuyến đường lại có chất lượng rất thấp so với tiêu chuẩn châu Âu. Việc phải qua các vịnh nhỏ bằng phà tuy rất phổ biến nhưng lại khá tốn thời gian. Chính phủ Na Uy dự tính cải thiện tình hình giao thông tại đây để phục vụ mục đích kinh tế cũng như cải thiện đời sống của nhân dân trong khu vực. Dự án bao gồm 3 cây cầu treo và 5 cây cầu nổi. Loại cầu này được đỡ bằng phao pontoon và đã được xây dựng thành công tại nhiều nước như Na Uy và Mỹ. Tuy nhiên, khi các vịnh nhỏ có độ sâu hơn 1 km và rộng hơn 5 km, các giải pháp kỹ thuật hiện hành khó có thể đáp ứng được do đáy biển tại đây quá sâu để có thể khoan làm đường hầm đá hoặc xây nền móng cho cầu treo. Điển hình như vịnh Sonnefjord có độ sâu lên đến 1.300 m và rộng hơn 3,7 km. Nếu có thể xây dựng cầu qua vịnh Sonnefjord thì những cây cầu khác cũng có thể được xây dựng trên tất cả các vịnh còn lại. Một cây cầu bắc qua Sonnefjord sẽ dài hơn đáng kể so với bất kỳ cấu trúc tương tự nào hiện có, với nhịp chính dài 3.700 m. Chiều dài này gần gấp 3 lần chiều dài của cầu cổng vàng ở San Francisco và dài gấp đôi chiều dài kỷ lục thế giới hiện tại của cầu Canakel ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các tháp cầu sẽ đạt chiều cao 450 m, cao hơn 150 m so với tháp Eiffel. Một phương án khác là cầu nổi, trong trường hợp này là cầu treo ba nhịp. Hai trong số các tháp cầu sẽ đứng trên phao nổi, được neo vào đáy biển bằng neo và dây neo. Mỗi tháp cầu lúc này sẽ đạt chiều cao 200 m. Phao có đường kính 75 m và dài 180 m xuống bên dưới mặt nước biển. Ý tưởng này được lấy từ ngành công nghiệp ngoài khơi, nơi các giàn khoan cỡ lớn được neo ở vùng nước sâu theo cách tương tự. Tuy nhiên, phương án này cũng không thể áp dụng được cho mọi trường hợp do chúng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu như sóng dữ và các dòng hải lưu. Xây dựng một đường hầm nổi chính là giải pháp cho vấn đề này. Những đường hầm nổi này làm từ bê tông như các đường hầm thông thường và được giữ cố định bằng các đoạn dây cáp neo xuống đáy biển hoặc nối với phao pontoon. Các dây cáp và phao cũng sẽ được đặt cách nhau đủ để tàu thuyền có thể thuận tiện đi qua. Hầm nổi là một loại đường ngang mới, chưa từng được xây dựng trước đây. Năm 1882, kiến trúc sư Hải quân Anh Edward Reed đã đề xuất xây dựng một đường hầm nổi nối liền eo biển Màn Tre, tuy nhiên ý tưởng đó đã bị từ chối. Đường hầm nổi mà các kỹ sư Na Uy đang xem xét bao gồm hai ống bê tông cong được đặt chìm trong vịnh hẹp cách mặt nước khoảng 20 m. Đường hầm nổi bắt đầu từ nền đá bên dưới bề mặt ở mỗi bên của vịnh hẹp và được neo vào các phao nổi trên bề mặt. Tài xế sẽ có trải nghiệm lái xe trong đường hầm nổi ngập nước giống như trong bất kỳ đường hầm bê tông nào khác. Đường hầm nổi đòi hỏi các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, tương tự như các yêu cầu áp dụng trong hầm thông thường. Các lối thoát hiểm có sẵn thông qua các giàn giữa các ống. Nghiên cứu cho thấy, sóng và các dòng hải lưu tại độ sâu 20 m dưới mặt nước biển yếu hơn trên bề mặt.
Vì vậy, về mặt kỹ thuật, phương án này hoàn toàn khả thi, có thể xây dựng một đường hầm nổi bắc qua vịnh Sonnefort trong vòng vài năm. Ngoài ra, đường hầm được nằm dưới bề mặt nước biển nên không làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên cũng như giảm thiểu tiếng ồn từ các phương tiện giao thông so với một cây cầu bình thường, tránh ảnh hưởng đến cư dân sinh sống quanh khu vực. Mặc dù một số người vẫn lo ngại về việc phải chạy xe qua một đường hầm dưới lòng biển, trên thực tế Na Uy đã có khá kinh nghiệm trong việc xây hầm dưới nước. Trong số 1.150 hầm trải khắp đất nước, đã có 35 hầm chạy hoàn toàn dưới nước. Nếu dự án thành công thì đây sẽ là đường hầm nổi đầu tiên trên thế giới được xây dựng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của HiTech Amazing.